Ok. Tiếp theo cái phần bộ lọc của mình ha. Thì như hồi nãy đó mình đã phân tích được là cái phần là assignment 3 là người ta yêu cầu mình thực hiện là assignment 2 và assignment 1 bằng cách là sử dụng cái hàm truyền đúng không? Là sử dụng cái khối hàm truyền. Đó mình chỉ cần tính toán là cái hàm truyền ha, chỉ có R có C rồi tính ra mình vẽ mình đối chiếu lại với A1 và A2 để mình coi nó có giống nhau hay không. Thì kết quả hiển nhiên sẽ giống thôi. À, rồi, thì đó là lý thuyết về cái bộ lọc là thụ động. Và trên thực tế người ta sẽ sử dụng là bộ lọc tích cực hơn ha. Tại vì hồi nãy mình mô phỏng mình thấy làm sao, ngõ ra của nó có vài trường hợp nó không có mịn đó đúng không, nó bị cong cong sờn sờn như thế này nè đó, để triệt để những cái nội cái thành phần này cũng như người ta đảm bảo cho cái độ lợi về biên độ đó, tức là đi qua nó bị suy hao đúng không, người ta cần tăng nó lên, ta khuếch đại nó lên trở lại thì người ta sẽ sử dụng là cái bộ lọc là tích cực. Thì bằng cách là trên kit của mình á, mình sẽ có là một gắn thêm một con ốp em vào đây nữa ha mọi người, gắn một con ốp em này vào đây. Thì cái thằng này là cái thằng bộ lọc thông cao nè, thấy không, đi vào tụ ha, gặp tụ trước rồi sau đó đi vào điện trở xuống đất, thấy không, gặp tụ trước đi vào điện trở nè, gặp tụ trước nè rồi đi vào điện trở xuống đất, tức là cái thằng này chính là cái phần của thằng thụ động ngõ ra đi qua ốp em thêm cái nữa thôi để được ha. Bây giờ mình tiếp tục bộ lọc thứ tư của mình. Cái phần thứ tư tức là bộ lọc số 3 của mình đó chính là bộ lọc thông giải. Thông giải là gì? Tức là cho giải tầng từ F0 đến F1 đi qua. À, còn lại là nó sẽ không cho đi qua. À, thì mọi người xem ý tưởng của tôi ha, để tạo ra một cái bộ lọc thông giải rất là đơn giản như thế này. Thật ra nó là một sự kết hợp giữa một bộ lọc thông thấp và bộ lọc thông cao. Ví dụ, tôi muốn thiết kế một bộ lọc làm sao mà cho giải tầng 1 đến 8 đi qua. Đây chính là cái bandpass. Thế còn lại hai bên chính là band stop. Thì như vậy đơn giản nhất là tôi dùng một cái gì, tôi dùng chẳng hạn tôi dùng một bộ lọc thông cao trước đi, tôi cho tín hiệu tôi đi qua thông cao có tần số cắt của tôi là bằng 1 thì điều gì xảy ra mọi người, tần số cắt bằng 1 à, như vậy để đặt không một nằm đây thì đặt tiếng của thông cao là như thế nào, đặt tiếng của thông cao là từ 0 đến 1 bằng 0, từ 1 trở đi cho qua được ha. Đó, như vậy mục đích tôi đầu tiên là tôi đã tạo được cái chặng dưới này nè, còn lại tôi phải dùng một cái thông thấp để tôi tạo chặng gì, chặng trên đúng không. Như vậy tôi tiếp tục tôi làm một cái bộ lọc thông thấp nữa ha, có tần số cắt đây là cao rồi, bây giờ tôi làm một bộ lọc thông thấp nữa nè, nhưng mà tần số cắt bây giờ của tôi chính là 8, bộ lọc thông thấp luôn bắt đầu từ không, tần số cắt của nó là 8, như vậy đặc tuyến của nó chính là một cái đường như thế này rồi từ 8 trở đi về không. Điều gì xảy ra khi tôi kết hợp hai bộ lọc lại với nhau, tôi tiến hành nhân hai bộ lọc lại với nhau, điều gì xảy ra mọi người, mọi người có thử hình dáng đó nha. Đây, khoảng này là một, một nhân chỗ này là không nè, không nhân này không, như vậy chỗ này tôi thu được cũng là một đường bằng không. Chiếu này là đây, đường chỗ này là một nhưng mà từ 8 tôi đi bằng không, từ 8 thì tôi cũng thu bằng không. Từ khoảng 1 đến chỗ này một, từ toán chỗ này đến 8 cũng một, như vậy hai mà một nhân nhau ra một. Mình thấy được cái gì chưa? Mình thấy được chân lý của bộ lọc thông giải chưa mọi người? Như vậy thông giải thực chất nó là một cái sự kết hợp giữa thông thấp và thông cao. Mình hình dung được không? Đã mình muốn có một cái range, tức là một cái band pass từ 1 đến 8, như vậy tôi dùng thông cao để tôi giữ lại từ 1 trở đi. Tôi dùng một thông thấp để tôi giữ lại từ 8 trở xuống. Giống như mình dùng một phép giao vậy mọi người. Thông cao tập hợp đó là 1 đến cộng vô cùng. Đúng không? Thông thấp của nó chính là gì? Không cho đến mấy? Không cho đến 8. Là những cái band pass giao hai thằng này lại với nhau. 1 cộng vô cùng 0 đến 8, kết quả thu được là cái đoạn từ 1 đến 8. Đây chính là ý tưởng của bộ lọc thông giải. Vậy mình coi mạch điện nha. Mình vừa nói rồi, nó chính là sự kết hợp giữa thông cao và thông thấp. Thì thế nào mạch điện của nó cũng liên quan tới hai thằng đó mà thôi. Đây chính là cái phần thứ nhất. Circuit. Đây. Đây chính là mạch điện của bộ lọc thông giải. Mọi người thấy cái tầng đầu là tầng thông gì mọi người? Thông cao. Đúng không? Cái dòng điện của mình đi qua con tụ nè, rồi sau đó là đi qua con trở, gặp tụ trước trở sau. À, như vậy đây chính là tầng này là tầng thông cao. Sau đó ngõ ra đi qua trở trước song song với tụ sau. Đây chính là tầng thông thông thấp. Đó, như vậy đây chính là mạch điện của nó ha. Thì mình đã hiểu nguyên lý của nó rồi. Như vậy còn lại vấn đề là hàm truyền. Hàm truyền mình thấy hai hệ thống này đang được mắc như thế nào với nhau, đang được mắc nối tiếp với nhau.
đúng không? Mà hai hệ thống mắt nối tiếp với nhau á, thì cái hàm truyền nó được cho bởi công thức gì mọi người? Đi qua hệ thống thứ nhất rồi nhỏ ra hệ thống thứ nhất, lại đi qua cái nhỏ ra của hệ thống thứ hai. À, như vậy mình phân tích hàm truyền của hệ thống. Hàm truyền của hệ thống chính là H1 mình nhân cho H2. Được không? Đó chính là H1 nhân H2 là mình sẽ thu được cái hàm truyền của cả cái hệ thống này. Được hay mọi người? Như vậy, ví dụ nè, cái tầng đầu tiên á, mình biết tầng đầu tiên của mình chính là bộ lọc thông thông cao. Như vậy đi ra cái thằng thông cao này chắc ăn nó sẽ có cái hàm truyền là H1. Bộ lọc này là bộ lọc thông thông thấp, bộ lọc thông thấp chắc ăn nó sẽ có cái hàm truyền là H mấy? H2. Đúng không? Sẽ có một cái hàm truyền là H2. Mình đang xét trên miền gì? À, mình đang xét trên miền là miền tần số nha. Tại vì hàm truyền, mình nói về hàm truyền tức là mình đang xét trên miền tần số. Còn mình xét trên miền thời gian á, thì cái ngõ ra này chính là H1 chập với H2. Trên miền thời gian sẽ là phép toán chập nha, nhưng mà trên miền tần số nó sẽ là phép toán nhân. Do đó mình thấy trên miền tần số nè, ngõ ra tổng của hệ thống, tức là ngõ ra của cái hệ thống bự này nè, chính là cái hàm truyền của hệ thống thứ nhất nhân hàm truyền của hệ thống thứ hai. Giả sử mình có một tầng thông thấp, một tầng thông cao liên tục mình ghép nối tiếp với nhau, thì mình chỉ cần nhân tương ứng những cái hàm truyền ở lại với nhau thì mình sẽ thu được cái hàm truyền to nhất, tức là hàm truyền tổng hợp nhất của cái hệ thống này. Như vậy mình thấy tầng đầu thông cao chính là H1, tầng sau thông thấp chính là H2. Vì áp dụng công thức thôi, thông cao có C1 có R1 chính là gì? R1 C1S chia cho 1 cộng R1 C1S. Tầng thứ hai là thông thấp với R2 C2, hàm truyền đó là gì? 1 chia cho 1 cộng R2 C2S. Có thằng hai thằng lại với nhau, mình có đây chính là cái hàm truyền của bộ lọc thông giải. Được ha, đây là hàm truyền của bộ lọc thông giải. Bây giờ người ta yêu cầu mình tính gì? Vẽ đáp ứng sum của cái bộ lọc thông giải. Rồi, tại cái tần số là gì? À, tại cái C bằng là 4.70, R1 là 4.7 kg, C2 4.70 và R2 là 1.2 kg. Thì bây giờ để vẽ được cái hệ thống này á thì phải tính được cái gì? Tính được cái H1 trước. Sau đó mình tính cái H2, sau đó mình lấy hai cái này mình nhân nhau nó mới ra được cái này. Chứ mình để nguyên cái hệ này mình đâu có tính được là thử số là bao nhiêu, mẫu số là bao nhiêu đâu, đúng không? Thử số được nè, thử số được nhưng mẫu số là hai cái nhân nhau. Vậy đó không thể gom chung lại được, mình phải tách làm hai cái ha. Tính H1, tính H2, hai cái đó nhân lại với nhau. Như vậy đơn giản, tôi áp dụng công thức H1 của tôi có R, có C. Tôi được cái hàm truyền như thế này của thông cao. H2 là thông thấp, tôi có C, tôi có R, tôi có hàm truyền của thông thấp. Bây giờ tôi tiến hành cái code MATLAB. Đầu tiên là hệ thống thứ nhất, tôi có tử là bao nhiêu? 0.02209 bậc 1, như vậy còn lại chính là cộng 0. Nha, cộng 0. Nhờ mọi người chỉnh nó cho tôi chỗ này nha, là tôi ghi bị nhầm đó, cộng 0. Rồi, tương tự, mẫu số của mình là bao nhiêu? 0.02209. Được chưa? Mà dưới đây chính là 1. Được ha, chính là 1. Tiếp theo, mình có thằng thứ hai nè, tử số của mình chính là mấy? Là 1 thì vẫn là 1 thôi. Nhưng mẫu số của mình là bao nhiêu? 0.055, 0.0564 nè, 00564, còn lại là 1. Rồi như vậy H1 chính là tử số 1 chia mẫu số 1, H2 là tử số 2 chia mẫu số 2. Còn H tức là cái hàm truyền tổng của hệ thống á, nó chính là H1 mình nhân cho H2, đúng không? H1 nhân H2 mình ra được hàm truyền H. Vì để vẽ được cái đặc tính của nó thì mình dùng cái hàm là impulse, xin vẽ cho mình cái đặc tính. Ở đây tôi vẽ nhầm cái thống này ha, nhưng mình sẽ sửa lại chỗ này. Mình chạy lại thì mình để coi cái hình đó nó chưa có đúng đó. Đừng thấy mọi người đang chạy nên nó sẽ hơi lag. Rồi, pass vào. Mình chỉnh lại ha. Thằng đầu sẽ là cái gì? 0.02209 và 0. Rồi thằng sau mới là 0.920009 và 1, đúng chưa? Tử số của mình là 0.29 và 0, rồi 0.29 và 1. Ở dưới là 1, 0.564. Rồi bây giờ mình enter. Mình coi đáp ứng sum của nó nè. Nó là một cái đường như thế này. Nha, thì đó là cái hình dạng về đáp ứng sum thôi. Chứ nó chưa nói lên gì về đặc tuyến của cái bộ lọc của mình cả. Nha, chưa nói lên gì hết.
mình sẽ biết đó chính là đáp án sum của nó, chính là cái đặc trưng của cái hàm truyền, nó có đồ thị là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo mình đi vào tần số cắt, thì mình đã biết là thông dải nó sẽ có hai cái tần số, tại vì nếu mình nói thông thấp nó chỉ có một tần số thôi, là tại đó nó cho qua từ đó trở đi không cho qua, hoặc thông cao cũng vậy cũng có một tần số, nhưng vì thông dải là nó sự kết hợp giữa hai thằng nên chắc ăn nó sẽ có một cái tần số cắt trên và một tần số là cắt dưới, tức là tương ứng với cái khoảng là F0 và khoảng là F F1. Và mình thấy nè, đầu tiên mình cho đi qua bộ lọc thông cao, như vậy F0 của mình chính là 1 trên 2 pi R1 C1. Tần số cắt của hai bộ lọc công thức giống nhau, nó chỉ khác mỗi thông số là R và C. Rồi, tần số cắt trên là F1, có được từ đâu? Có được từ lọc thông thấp mình chặn lại đó, đúng không? Từ lọc thông thấp nữa, mình chặn nó lại, như vậy chính là 1 trên 2 pi R2 C2. Từ đó mình suy ra được bộ công thức đó là tần số center, tức là cái tần số ở giữa chỗ này nè, ha, tần số giữa này nè, nó được xác định là bằng là căn bậc 2 của F1 nhân nhân F2, thì nó ít xài lắm ha, ít xài lắm. Rồi. Như vậy mình coi lại cái sơ đồ của cái bộ lọc ha. Đây. Đây chính là bộ lọc thông dải, nó chỉ cho phép trong khoảng là từ FL đến FH, tức là tần số thấp đến tần số cao cho đi qua. Còn ngoài hai khoảng này là nó không cho qua. Đó là lý thuyết, nhưng thực tế nó cho qua không? Cũng cho, vẫn cho nè, thấy không, nó vẫn có biên độ nè, nhưng mà nó gần sao, biên độ sẽ rất là bị suy giảm khi nó nhân trong khoảng này, và thậm chí nó giảm về không. Bên đây cũng vậy nè, thấy không, đây nó không có thẳng đứng xuống cái ẹt liền, mà nó vẫn có một cái sự xiên xiên nhất định nào đó đó, mà cho nhân trong cái khoảng này á, thì nó sẽ bị suy giảm rất là lớn. Mình chú ý mình nhìn nha, ta chú hết cho mình nè, thấy không, nó sẽ giảm một mức là bao nhiêu, trừ 20 dB trên một cái decan đó, tức là càng đi nữa thì nó sẽ bị là giảm đi là trừ 20 decibel được hay, do đó biên độ nó sẽ càng ngày càng giảm. Do đó cái khoảng mà lý tưởng nhất người ta sẽ lấy từ cái khoảng là FL cho đến FH. FL là gì, là từ thông cao chặn ra, rồi FH chính là từ thông thấp mình chặn lại đó. Như vậy tần số center của mình chính là tần số nằm giữa FL và FH. Ok, ví dụ nè, xác định được cái band pass và cái top band, tức là cái dãy tần nó cho qua ha, dãy thông ha, và dãy chặn đó của bộ lọc thông dải với C1 bằng 4.70, R1 4.7 kg, C2 4.70 và R2 1.2 kg. Áp dụng công thức F1 là tần số cắt dưới, bấm máy tính ra 7.2, F2 là tần số cắt trên bằng 28.2. Từ đó mình thu được band pass của mình là bao nhiêu, dãy tần nó cho qua là từ 7.2 cho đến 28.22 Hz. Đấy, 28.2 Hz, đây chính là cái dãy tần nó cho qua nè. Đấy, khoảng này nè mọi người. Đó, còn lại những khoảng nó không cho qua chính là những khoảng ngoài khoảng này ra, ngoài cái đoạn này ra, thì nó sẽ là stop band, tức là bé hơn 7.2 và lớn hơn 28.2. Thì đó là lý thuyết. Nha, trên thực tế thì bé hơn 7.2 vẫn cho qua nhưng mà mức độ nào đó nhỏ thôi. Lớn hơn 28 vẫn cho qua nhưng mức độ nhỏ thôi. Đấy, chú ý điều này ha mọi người. Rồi, bây giờ mình tiến hành vẽ cái phổ biên độ của nó nè. Sử dụng MATLAB vẽ cái biểu đồ Bode cho cái bộ lọc thông cao với C1 là 4.7 giống như thông số hồi nãy thôi. Bây giờ yêu cầu là xác định cái tần số cắt trên cái đồ thị đó đó. Nha, và đi so sánh với cái gì? Cái tính toán của mình. À, như vậy mình đã có được cái hàm truyền, cái hàm truyền hồi nãy rồi, mình chỉ thay cái thằng là impulse bởi cái thằng là bot nhé. Để tôi sửa lại cái này, đây cho này cũng nhầm luôn ha, em sửa trong đây cho nó dễ nè. Rồi bây giờ nó sẽ là không ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái hàm là bot bot của h, mình sẽ ra được một cái hình đây nè, chú ý đây là cái hình của nó ha. Rồi mình nhận xét đây có, nó có phải là cái hình dáng của cái bộ lọc thông dải của mình không, đúng không, nó có cái hình dáng này mọi người nhìn thấy nè, mình đối chiếu này cái hình này đó với cái hình của cái thông dải làm trên MATLAB này, nó là nó tương tự nha, nó gần giống như là giống như nhau, nó không khác gì là mấy, đúng không. Rồi như vậy mình thấy nè, nó sẽ có cái những khoảng là người ta lý tưởng, người ta cho cái nhân đoạn này thì cắt ngang chỗ này, ta cắt ngang chỗ này, thì ở giữa chính là cái passband, còn hai bên của mình chính là cái stopband, tại vì mình thấy nè, nó không có xuống dốc liền ha, mà nó một cái đường
nó nghiêng nghiêng như thế này, đúng không? Nó có một cái độ dốc nhất định cụ thể, nó nghiêng nghiêng đi và nó dần dần tiến về không thôi đó, chứ không phải là nó cắt hoàn toàn ở chỗ đó, tại vì đây là bộ lọc không lý tưởng, bộ lọc trên thực tế thôi. Đó, cụ thể bây giờ mình lấy cái hình này mình nhìn cũng được nè. Đây, ví dụ ha. Rồi, ok, đây chính là cái hình dáng của nó. Bây giờ mình đi xác định tần số cắt trên và tần số cắt dưới, thì là chính là cái điểm mà biên độ bị giảm đi là 3 dB. Nhưng mình nhìn trên cái hình này là biên độ cụ thể của nó, tức là chưa có những cái khoảng nào mà nó bằng phẳng như thế này hết. Đó, tức là cái điểm đó là cái điểm mà biên độ làm chuẩn á, nhưng nó tạm thời là mình có lấy cái điểm cao nhất rồi làm chuẩn. Ha, tại vì mình phải lấy cái điểm mà cái biên độ nó gần ổn định nhất vậy nè, mình đi đối chiếu xuống 3 dB đó thì nó mới đúng. Còn đây mình thấy nó chỉ có một đỉnh cao nhất thôi, thì mình cứ tạm thời lấy chỗ này. Rồi như vậy chỗ này là -5 nè, ha, -5 nằm đâu đây, -3 cũng vòng vòng đây nè, thì mình đối chiếu hai bên mình sẽ được hai điểm tương ứng là tần số cắt dưới và tần số cắt gì, cắt trên. Tại vì thông giải mà, thông giải nó phải có hai tần số lận chứ không phải là một tần số nữa. Bây giờ lấy chỗ này tôi chiếu xuống đây, đây là 10, 10 mũ 2 là 100, như vậy thằng này là khoảng 50. À, như vậy cắt dưới là 50, áp dụng công thức Omega trên 2 pi ra 7.95. Rồi tương tự cắt trên nha, chiếu xuống ngay cái mặt này, chỗ này là 100, 10 mũ 3 chỗ này là 1.000. 100 mà nó chia ra từng vạch này ha, 100 nè, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 đến 1.000. Thì cái thằng này là nằm vượt quá khoảng là 200 rồi, thấy không? 100 nè, 200 thì chỗ này là khoảng 250. Tại vì qua đoạn này là 300 nè, chỗ này 300 thì chỗ này khoảng 250. Đây 250, như vậy mình tính được cái tần số cắt của mình trên là 39.8, đối chiếu với tính tay nha. 795, 398. Đây, 7.95, bây giờ thu được là 7.2, tính bằng tay là 7.2 nhưng mà đo trên đồ thị là 7.95 thì cũng được đi, cũng gần giống nhau, nhưng tần số cắt trên nó bị sai số khá là nhiều ha. Cắt trên mình tính là 28.2 nhưng khi mình đo trên đồ thị lúc này nó sẽ là 39.8, nó gần như là hơn 10 luôn. Đấy cho mọi người chú ý, tại do mình ghép nhiều tầng lại thì tầng đầu có sai số thì tầng thứ hai cũng có sai số sẽ là sai số tổng của hai tầng. Vậy đó mình thấy là cái ngõ ra nó bị chênh lệch khá là nhiều ha. Đó, như vậy là mình sẽ dựa trên là cái vẽ này để mình đoán cái bàn thì nó sẽ chính xác hơn là mình tính bằng tay ha. Tính bằng tay nó cho mình ước lượng một cái khoảng nào đó thôi. Còn mình vẽ bằng cái đồ thị nó sẽ chính xác hơn nhiều. Vậy đó mình cứ mặc định là 8, 7.95 mà lấy 8, 8 đến 40 chính là cái giải tầng mà cái bộ lọc này cho qua. Còn ngoài hai khoảng này thì là không, mình cứ nói là nó không cho qua đi ha, nhưng mà thực tế là cho qua với cái biên độ bị suy giảm rất là gì, rất là nhiều, thấy không, rất là nhiều luôn đấy. Chú ý ha, đối với bằng pass filter thì sai số nó khá là nhiều do nó ghép hai tầng lại với nhau. Bây giờ mình tiến hành simulink đó nè, vẽ cái bộ lọc thông giải với C1 4.7, R1 4.7, rồi C2 là 4.7, R2 1.2, xác định cái tần số cắt gọi là cắt trên cắt dưới đó, rồi thay đổi tần số ngõ vào để nhận xét được kết quả ngõ ra. Như vậy hồi nãy tôi vừa nói là mình tính được là 8 đến 40, thì tôi chia các trường hợp nhỏ hơn 8 gồm có 0.1, 1, rồi gần với 8 là 7.2 nè, dựa trên lý thuyết ha. Rồi nằm giữa hai khoảng này là tôi có là 14 nè, 28 nè, 39 nè, và tôi cho một cái là vượt quá luôn để mình coi cái bộ lọc này nó hoạt động làm sao ha. Như vậy là bộ lọc thông giải là bé hơn 8 á, bé rất là nhiều so với 8 cũng không đi qua được, mà lớn hơn rất là nhiều so với 40 cũng không đi qua được, nằm trong vòng vòng khoảng này thì đi qua được. Bây giờ mình coi điều đó có đúng hay không, thì mạch điện cũng vẽ lại ha. Đây tôi vẽ sẵn rồi, để tôi copy một cái scene, copy một cái scene vào đây. Rồi cái scope thì lấy ngõ ra nằm đây, ngõ vào nằm đây, kiểm tra lại thông số ha, tụ 4.7 rồi điện trở 4.7 luôn, điện trở này là 1.2, tụ này là 4.7. Rồi bây giờ tôi xét cái trường hợp 0.1, tức là nhỏ hơn rất nhiều so với 8 thì nó có ra được hay không ha. Mình coi cái ngõ ra nè. Đây, nhỏ hơn rất nhiều so với 8, mình thấy cái ngõ vào của mình là sao? Sóng sin là 10 ha, biên độ là 10 nè. Đó, nhưng mà cái ngõ ra biên độ là bao nhiêu mọi người?
không chấm mấy à, chứng tỏ là nhỏ hơn rất nhiều so với 8, nó rơi vào cái vùng stop band nên nó không đi ra được, thấy không, thấy ha. Rồi bây giờ tôi thay bằng số 8 luôn đi, tức là vừa đúng tần số cắt, mình coi ngay đúng tần số cắt nó cho qua không, ngay đúng tần số chứ. Tune nè, scale lại cho dễ nhìn ha. Đây, ngay đúng tần số cắt. Đi zoom nó gần tí. Rồi, đúng tần số cắt thì mình thấy cái ngõ ra vẫn được đi ra được, vẫn đi ra. Hả? Vẫn đi ra bình thường. Tuy nhiên, thì mình coi cái biên độ của nó là sao? Biên độ đây là 10. Hay biên độ đây là 10. Thì biên độ đây nó còn có 4 chấm mấy à. Nó không phải là 10 trên căn 2 nữa, như đó đây cũng không đúng, nó cũng không chắc đây chính là tần số cắt. Nha, nó cũng không phải là tần số cắt. Tại vì mình phải hiểu là gì nè, nó đang bị ghép nhiều tầng lại với nhau rồi. Nha, do đó sẽ bị rơi áp trên tầng thứ nhất, nó bị rơi áp trên tầng thứ hai thì không thể nào mà cái ngõ ra nó còn giữ nguyên được 7 cho mình được. Nếu như một tầng đưa vào 10 đi thì đưa ra nó bị giảm căn 2 là còn khoảng như ta. Bị giảm đi căn 2 là nó sẽ còn khoảng là 7 thì nó hợp lý. Đúng không? Còn thằng này đi qua tầng thứ nhất thì bị giảm rồi, qua tầng thứ hai bị rơi áp nữa thì ngõ ra không thể nào là 7 được. Mình cứ hình dung là gì nè. Tầng thứ nhất 10, qua tầng thứ nhất giảm căn 2, qua tầng thứ hai giảm căn 2 nữa, vì căn 2 chia căn 2 là 2. Như vậy 10 chia 2 mình khoảng 5 thì thằng này nó cũng xem là 4 chấm mấy thôi. Đấy không? Thấy nó rơi áp không? Đấy, nhưng mà mình thấy nhận xét tần số thì vẫn được đi qua bình thường không? Vẫn được đi qua bình thường, hai sóng này gần giống tương tự nhau. Đó. Rồi bây giờ mình tăng tần số lên. Cái khoảng của mình là 8 đến 40 với ông, bây giờ tôi cho khoảng 28. Ừ, 28 lúc này nằm trong cái phần là passband, tức là vẫn cho đi qua được nè, thấy không? Vẫn 4 chấm mấy nè. Đó, nó bị rơi áp khá là nhiều rồi do bị rơi hai tầng lận. Đấy. Thấy không? Vẫn đi qua bình thường ha. Rồi bây giờ tôi cho đúng tần số cắt trên luôn là 40. Giờ đây mình tính bandpass bass sẽ nó dễ, rất là sai số rất là nhiều ha, do đó với bộ lọc thụ động. Đây, gần gần cái tần số cắt trên thì mình thấy nó gần đi qua cái vùng stop band rồi đó. Thì đó mình thấy biên độ lúc này nó nhỏ hơn 4 nữa nè. Thấy không? Nó gần rơi vào stop band, tức là nó sẽ gần qua đây nè. Đây, nãy giờ mình đang nằm trên cái trục này. Bây giờ nó rơi vào tần số stop band, mình thấy cái biên độ bị giảm liền tí không? Ha, nó bị giảm đi, do đó mình thấy nó lúc này nó còn nhỏ hơn 4 luôn. Thấy không? Nó còn nhỏ hơn 4 thế nè. Đấy, nhưng mà nó vẫn đi qua. Rồi, bây giờ mình cho vượt qua stop band luôn. Nha, tôi cho nó vượt qua stop band luôn. Tức là bây giờ tôi đưa vào một cái tần số là 100. 100 bây giờ là đi qua stop band rồi. 100 vượt qua 40, mình coi ngõ ra nó làm sao. Đây, 10 ha, nhưng mà cái ngõ ra bây giờ nó còn có 2 chấm mấy à. Nó gần như bị loại bỏ rồi. Nha. Đó, mình thấy 100 nhưng nó vẫn chưa bằng 0. Tại sao? Tại vì cái đặc tuyến mình vừa vẽ hồi nãy nè. Đây. Đâu rồi, cái đã cái đặc tuyến của cái bộ đây, bộ lọc này mình thấy không? Nó có cái sự gì? Có sự nghiêng nghiêng từ từ, mọi người thấy không? Nếu mình kéo dài nữa nó còn nghiêng 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 từ từ thì nó mới xuống 0. Nó chưa xuống 0 liền, cho nên mình thấy là cái ngõ ra nó vẫn chưa có bị triệt tiêu nhiều. Cái nó vẫn còn triệt tiêu vừa vừa thôi, nó còn hai chấm mấy. Bây giờ mình thử mình cho một cái tần số siêu lớn luôn. Nha, tôi cho bây giờ lên tần số là 500. Thì mình coi 500 là chắc nó sẽ vượt quá xa so với stop band rồi. 100, đây, 500 điều gì xảy ra. Ngõ vào bình thường ha, biên độ là 10. Tần số lấy mẫu do nãy mình ít quá nên mình thấy nó không giống xin đó. Nhưng mà ngõ ra bây giờ biên độ chỉ còn 0.5 thôi, thấy không? Đó, như vậy là tần số càng ngày càng lớn lên thì lúc này là bộ lọc này cũng không cho qua. Mà tần số siêu nhỏ ở đây 0.1 cũng không cho qua, nằm lưng lưng giữa giữa hay nó cho qua, thì đó chính là đặc tính của bộ lọc thông gì, thông giải. Nha, mình thấy nó khác thông thấp không? Thông thấp là gì? Ừ, siêu nhỏ cho qua bình thường. Thông cao là gì? Siêu lớn cho qua bình thường. Thông giải là không có siêu nha, chỉ nằm một đúng khoảng đó thôi, siêu lớn cũng không cho qua, siêu nhỏ cũng không cho qua. Ok ha. Rồi, tiếp tục mình qua assignment 2, sử dụng cái bộ lọc thông giải ha. Rồi, tôi sẽ đỡ cái này lại, sẽ là bộ lọc thông giải.
Rồi, Solomon bộ lọc thông giải, nhưng bây giờ cái ngõ vào đó là kết hợp của ba sóng xiên ha, nó sẽ là ngõ vào kết hợp của ba sóng xiên. Thì đơn giản thôi, bây giờ mình cũng mô phỏng cái trường hợp đó, ba sóng xiên tôi bỏ thằng này. Thì bây giờ mình vẽ một cái sóng xiên, ba sóng xiên vào một sóng xiên ra được rồi nha. Như vậy tôi cũng dùng là cái layout của tôi là 4 nè. Ngõ vào của tôi bây giờ là 4 nè. Rồi để đó. Kéo cái tầng này vào ha. Chú ý bây giờ ba ngõ vào hay nha, mọi người sẽ gõ chỗ này là cộng cộng cộng, thấy không? Rồi, cắt cái này bỏ đi. Thứ nhất, để mình coi cái ngõ ra bây giờ giống thằng nào nhất ha. Thứ hai. Rồi. Thứ ba, và đây là cái ngõ ra của mình ha. Rồi. Bây giờ một thằng tôi cho siêu nhỏ 0.1. Một thằng tôi cho nằm trong cái vùng ban cho phép là 20. Tại vì 8 đến 40 thì 20 cho phép mà. Một thằng siêu lớn, siêu to khổng lồ 500, ok. À như vậy bây giờ mình đoán thằng nào được giữ lại. Nhỏ, siêu to, 20. Chắc chắn sóng ngọn ra sẽ gần giống với thằng ở giữa nhất. Coi thử đúng không nha. Đây nha, mình nhìn tần số mình đoán. Một thằng siêu nhỏ, một thằng vừa vừa, một thằng siêu to khổng lồ, hai tần số siêu lớn. Và đây là tần số ngõ ra, thì mình nhận thấy những cái tần số này nè, ngõ ra nó giống với thằng nào nhất? Có phải giống với thằng giữa giữa nhất không? Đó, thì đây chính là bộ lọc thông giải. Được không? Siêu nhỏ không cho qua, siêu lớn không cho qua, nhưng nằm trong cái vùng ban cho phép nó cho qua nè. Để tôi scale lại cho nó dễ nhìn ha. Đây, thấy không mọi người? Giống không? Giống đúng không? Nè, tầng giữa, tầng nhỏ nhất, tầng lớn nhất, đây là thằng ở giữa, mình chưa cho 20 đó. Nè, mình thấy cái ngõ ra của nó giống như trang thằng này. Tuy nhiên nó bị giống như bị sụi ha, là mình thấy nó bị sần 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 chỗ này. Chính là do cái bộ lọc của mình là bộ lọc thụ động, nó không có làm mượt lại tín hiệu. Nè, nó không làm mượt lại tín hiệu mà nó sẽ lập một cách bình thường thôi. Giờ đó mình thấy là nó không có mịn mấy chỗ này mà nó bị nè, răng cưa này, thấy không? Đó, thực tế nó phải mịn như thế này nhưng mà nó bị răng 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 chỗ này do cái đặc tính của bộ lọc của mình thôi. Nhưng mà về xét tổng thể thì cái hình dáng của thằng này với thằng này lại tương tự nha. Đó. Rồi bây giờ mình cho một trường hợp mới đi. Bây giờ thằng này mình cho nằm trong cái vùng baseband của mình luôn. À, 25. 25 với 20 cộng lại. Ừ. Vì mình vẽ thêm một cái sóng nữa đi để mình coi hai thằng này cộng lại ha. Tôi thêm một cái scope nữa nè. Cái ngõ vào với tôi bây giờ là 5. Để mình coi cái dạng ngõ ra. View của mình layout nè, tôi thêm một cái trục cái này nữa đi. Rồi 6 cái ha. Rồi cái ngõ này tôi sẽ vẽ là cái ngõ của ngõ ra của bộ cộng. Đây, ngõ ra bộ cộng. Ngõ ra bộ cộng là sự kết hợp giữa hai thằng này. Ừ. Ok, đây, ba thằng này cộng lại mình được cái ngõ ra của bộ cộng ha, ngõ ra bộ cộng. Rồi. Bây giờ mình để đơn giản nhất mình cho ba thằng luôn đi, ba thằng nằm trong busbar đi. Nó cần mình sẽ thêm một cái bộ cộng nó vẽ như nó rối ha. Bây giờ thằng này tôi cho khoảng 22. Bây giờ mình quan sát tín hiệu. Rồi. Tín hiệu thứ nhất. Được ha, tín hiệu thứ nhất. Tín hiệu thứ scale lại. Nhìn vậy thôi khó nhìn. Rồi, tín hiệu thứ nhất. Đây ha, tín hiệu thứ hai, đây là tín hiệu thứ ba. Ba thằng này cộng lại với nhau tạo ra tín hiệu của bộ cộng là tín hiệu này. Chú ý ha. Và ba thằng này có đặc điểm là đều nằm trong cái vùng passband, tức là nằm trong cái vùng mà bộ lọc thông giải này cho qua hết. Thì chắc ăn ngõ ra nó sẽ chứa được cả ba thằng luôn. Giờ mình coi cái ngõ ra. Ngõ ra nè. So sánh với cái ngõ ra bộ cộng nó như thế nào mọi người? Y chang nhau. Đúng không? Nó y chang nhau, không khác gì cả. À, có khác là có khác về gì? Về biên độ. Ba thằng này cộng nhau. Ba này cộng nhau ra được thằng này đi. Đó, biên độ đó là 30. Nhưng mà cái ngõ ra thì cũng giống đó, nhưng biên độ bây giờ chỉ còn lại 10 nè, 12 phẩy mấy thôi. Tại vì đi qua nhiều tầng là bị rơi áp khá là nhiều rồi. Đó, nó không còn giữ nguyên cái áp ban đầu nữa. Thì đó, sao sử dụng là bộ lọc tích cực để người ta đẩy cái áp cao lên. Được ha mọi người. Như vậy ba thằng đều cao hết, ba thằng được đi ra hết nha. Thấy không? Nên ba thằng đều nằm trong cái vùng mà cho qua nên ba thằng được đi ra hết, hai thằng này giống nhau. Đó, bây giờ mình cho ba vùng đều siêu lớn thử điều gì xảy ra nha. Ba lần siêu lớn hết như vậy một thằng 600. Thằng này tôi cho là 800.
siêu lớn hết, tức là vượt qua cái vùng pass ban như vậy là khi này nó sẽ không có cho ra hết thằng nào hết, 900 luôn. Mình xem với nó ra đây, ba thằng này cộng lại ra thằng này. Tuy nhiên cái ngõ ra của mình bây giờ nó là sao, gần như là không có, biên độ của nó bây giờ nó chỉ tầm khoảng 0 chấm mấy thôi nè, thấy không mọi người, 0 chấm mấy thôi đó. Như vậy là đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bộ lọc thông thông giải, ok ha. Rồi assignment số 3 là bây giờ người ta yêu cầu mình vẽ hàm truyền, tức là vẽ cái bộ lọc nhưng mà sử dụng hàm truyền chứ không muốn cho mình sử dụng cái mạch điện nữa. Thì mình biết là gì, sin nè, cái này vẽ minh họa thôi nha, sẽ đi qua một cái hàm truyền thứ nhất, được chưa, hết chưa, chưa. Hàm truyền thứ nhất là của thông cao, qua hàm truyền thứ hai là của thông gì, thông giải, cuối cùng mới quay lại là scope. Thì mọi người vẽ hai cái hàm truyền xong nối tiếp với nhau thôi, nối tiếp cho mà song song nha, nối tiếp với nhau thôi thì mình sẽ mô phỏng được đó. Thì làm lại câu A và câu 2 này ha. Ok rồi, trên thực tế đây chính là cái bộ lọc của mình. Trên thực tế đây chính là cái bộ lọc mà thông thông giải của mình, được không? Nó cũng ghép từ thông thấp với thông cao thôi, thứ tự không quan trọng á, thấp thấp trước cao sao hay cao trước thấp thao cũng vậy thôi, không ảnh hưởng gì hết đó. Như vậy mình coi nha, đầu tiên là bộ lọc thông gì, đầu tiên nha, con trở này hạng dòng không có gì hết, chiếu xuống đây, đi qua tụ trước về trở xuống đất, đây chính là thông, tụ trước thông cao, được chưa. Nhánh này đi qua trở nè, đi qua trở sau đó đi qua tụ xong lại quay lại trở nữa, kéo xuống. Những cái tầng này gần như là tầng thông gì mọi người, là thông thấp đúng không nè. Một cái tầng đầu tiên nó đi qua giống như mọi người thấy nè, đi qua một con tụ xuống trở này nè, rồi cái tầng này nó đi qua một con trở, đi qua tụ xuống trở, và cuối cùng đi ra cái ngõ ra này để nó hồi tiếp, được chưa, nó hồi tiếp về, ok ha. Rồi như vậy là cái bộ lọc thông giải này á, để mà nó có thể hoạt động thành bộ lọc tích cực á, thì người ta sử dụng op amp ha. Op amp nó sẽ có một cái cầu phân áp chỗ này nè, nó điện áp cực dương, nó có một cái cầu phân áp tương ứng với điện trở R3 và R4 đó. Thì điện áp chỗ này sẽ là R4 trên R4 cộng R3, mình nhân cho cái dòng điện là 1.5. Rồi cái ngõ ra này sẽ là điện áp tham chiếu hay tham chiếu để cho cái ngõ ra của mình nó ổn định đó. Thì như vậy trên thực tế của mình là phải có op amp á, thì cái mạch mình nó ổn định, còn không hay một hồi mình lọc thì mình sẽ thấy nó sần 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 như thế này, rất là ghê. Ok và mình đi vào cái bộ lọc cuối cùng chính là bộ lọc trắng giải. Thì bộ lọc này nó không có phổ biến ha, mình rất là ít sử dụng nó ha, giờ đó mình sẽ nói sơ về nó thôi chứ mình không có cần nghiên cứu kỹ về nó đâu. Thật ra nó sẽ là ngược lại với cái bộ lọc là thông thông giải thôi, không có gì hết, nếu như mình cầm mình úp ngược lại thôi. Thì cái mạch điện của nó vậy nè, bộ lọc thông chặn ha, bộ lọc thông chặn thì nó cũng góp, nó cũng tạo nên từ một bộ lọc thông thấp và bộ lọc thông cao, hình dung nha, nó cũng tạo từ thông thấp với thông cao. Mọi người nhìn cái khúc này là gì, thông thấp nè, cái thông thấp thì nó đi qua trở trước tụ sao, thông cao nè tụ trước trở sao, và hai thằng này đi qua cái mạch cộng kết hợp lại với nhau để tạo thành cái mạch điện này. Ví dụ đi, tôi muốn tạo lên một cái mạch nó chặn tần số từ 1 đến 8, như vậy tôi ghép làm sao? Đầu tiên nha, tôi sẽ sử dụng một cái mạch lọc thông cao có tần số cắt là 8. Như vậy đặc tính của nó sẽ là từ 8 này trở đi. Sau đó tôi sử dụng một bộ lọc thông thấp có đặc tính là 1, có tần số cắt là 1. Vậy đặc tính của nó sẽ là 1 đây, kéo qua. Tôi tiến hành tôi nhân hai thằng này lại với nhau. Nha, nhân không, cộng. Tôi nói nhầm nha, tôi cộng hai thằng này lại với nhau chứ không phải nhân nha. Tại vì đây là bộ cộng mà, đúng không? Cộng lại với nhau. Đoạn này là không cộng 1 thì lúc này vẫn thu được là 1. Đoạn này là không, đoạn này là không, thu được không. Đoạn này là 1, đoạn này là không, thu được 1. Như vậy có phải lúc này mình thu được đặc tuyến của bộ lọc trắng giải chưa? Tức là cái giải tầng từ 1 đến 8 nó bằng không, không cho qua. Ngoài hai khoảng này nó bằng 1, nó sẽ cho qua. Đó, nếu như cái bộ dọc mà bộ lọc thông thông giải của mình đó là hai này nhân nhau đúng không? Bộ lọc này nhân bộ lọc này. Đấy, để là mình thu được cái bộ lọc thông giải, tức là mình ghép hai tầng nối tiếp với nhau là đang nhân lại với nhau đấy, đúng không? Hai thằng nối tiếp thì nhân lại với nhau. Còn bộ lọc này thì sẽ là gì? Hai thằng này cộng lại với nhau. Tại vì không với một ra một, không với không ra không, một với không ra một, thì lúc này thu được cái đặc tuyến của trắng giải nè. Đó, như trời trắng giải là phải lấy hai thằng này cộng lại đi qua mạch cộng.
À, còn thông giải là hai thằng nó nhân nhau, mà nhân nhau chính là mình ghép gì? Ghép liên tiếp. Hình dung được chưa mọi người? Ha. Thông giải là ghép liên tiếp hai tầng. Còn chắn giải là gì? Hai tầng nè, nhưng mà đi qua bộ bộ cộng. Rồi, còn trên kit của mình thì nó sẽ là cái bộ lọc tích cực ha. Chắn giải thì hầu như không có bộ lọc thụ động đâu, nó sẽ là tích cực. Đây. Cũng có ốp em ha. Ốp em nhằm để so sánh, để hội tiếp. Thì chế độ ốp em mình thấy cái ngõ ra nè, hội tiếp về nè, như vậy nó đóng vai trò là khuếch đại đệm ha, mạch khuếch đại đệm. Ok. Vậy là mình đã kết thúc về lý thuyết của những cái bộ lọc ha, là phong thấp, phong cao, thông giải và chặn giải. Thì ứng bộ lọc ấy thì mọi người nhớ cho tôi ha, thứ nhất là mạch điện, thứ hai là gì, hàm truyền ha, hàm truyền cũng như là thông số và tần số cắt đâu nè đó, và cái ứng dụng của nó là lọc tần số như thế nào để mình làm bài tập. Cảm ơn mọi người.